Doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe Thrive Dubai hôm nay tiếp đón những vị khách đặc biệt. Từng sản phẩm được đưa ra đánh giá từ mẫu mã tới hương vị. Nhưng đoàn kiểm tra hôm nay không tới từ một cơ quan chức năng nào cả. Họ là hai quản trị viên của Dirham Treasure, một hội nhóm đang nổi tiếng trên mạng xã hội tại Dubai. Hầu như tất cả doanh nghiệp kể từ đại dịch trong 2 năm qua đều tìm cách đưa thương hiệu của mình lên Internet. Nhưng xuất hiện trên các hội nhóm như Dirham Treasure còn giúp thương hiệu của bạn được lan tỏa theo một cách rất gần gũi, đời thường. Nó thực sự đã khiến doanh số của chúng tôi tăng trưởng rất tốt. Với những người sáng lập Dirham Treasure, mục tiêu ban đầu chỉ là tạo ra một diễn đàn để mọi người chia sẻ sở thích, mối quan tâm. Nhưng rồi khi sức ảnh hưởng ngày càng tăng, những quản trị viên giờ đây đang tìm cách vươn tầm, tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp. Chúng tôi tới gặp trực tiếp doanh nghiệp, cho biết rằng chúng tôi đang điều hành một hội nhóm có trên 65.000 thành viên. Bằng cách đó, chúng tôi kêu gọi họ hãy dành cho chúng tôi những khuyến mãi riêng, đặc biệt. Đó thường là các doanh nghiệp nhỏ, không có nhiều tiếng nói trên thị trường. Vậy nên thông qua chúng tôi, họ được tiếp cận nhiều hơn tới khách hàng. Chị Hạnh, chủ nhà hàng Saigon House tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Dù làm tốt bao nhiêu thì những nhận xét của các hội nhóm ẩm thực trên mạng cũng luôn khiến chị phải quan tâm. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có những hội nhóm ẩm thực trên mạng xã hội nổi tiếng tới mức bạn phải trả tiền để đăng ký thành viên. Để khi làm thành viên, sẽ nhận được một loạt ưu ái của các nhà hàng. Hiện nay cái sự tự do thể hiện quan điểm, thể hiện những cái thông tin trên mạng nó chưa có được kiểm chứng một cách chặt chẽ. Nếu như mà nó mang tính khách quan, đúng chính xác thì nó sẽ là một cái nguồn thông tin cực kỳ bổ ích. Nhưng mà nếu nó không chính xác thì rõ ràng đó là nó sẽ ảnh hưởng rất là tiêu cực. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thì nếu bạn là cá nhân hay hội nhóm đạt được một số lượng người theo dõi nhất định trên mạng xã hội thì sẽ phải chịu thêm sự điều chỉnh của một bộ luật dành riêng cho những người nổi tiếng trên mạng xã hội bên cạnh các quy định luật pháp thông thường. Và nếu bạn dùng mạng xã hội để kinh doanh dưới mọi hình thức thì sẽ phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Nếu bị phát hiện sai phạm thì sẽ phải chịu những hình phạt nặng. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.